Hello, chào tất cả các anh em đam mê bãi chim ha. Và chào mọi người đang xem video của mình ha. Hôm nay mình tiếp tục quay mẫu máy thẻ nha anh em. Mẫu này là mẫu hai kênh nha anh em, của ông anh ở bên Long An nha. Có đặt mình một cái nè. Giờ mình mới làm xong xíu nữa mình đi gửi luôn nha anh em. Còn cái máy này máy băng tự chở nha, của ông anh bữa làm nó bị chết motor nè anh em. Motor nó kéo không nổi anh em ơi. Rồi ảnh không có motor, ảnh gửi cho mình thay motor nè. Còn cái dưới đây thì nó bị chết motor nha anh em, nó tốc độ nó chạy nó không có chậm anh em, nó chạy nhanh suốt, nó không có chậm. Giờ mình mới làm xong hết rồi, xíu bắt đầu mình đi gửi luôn nha anh em. Giờ mình sẽ test cái máy thẻ cho anh em nghe tham khảo chơi ha. Thì nói chung ra ở trong nhà to nó anh em, nên nó nghe cũng hơi dội dội á, nghe không được hay á, anh em cũng thông cảm ha. Chủ yếu là mình test tiếng để quay video thôi nha anh em, ra video cho anh em biết thôi. Mẫu mã máy thì cũng giống như mọi khi nha anh em, không có thay đổi gì hết, chất lượng thì ok nha. Anh em nào mua máy thẻ của mình á thì mình sẽ hỗ trợ tiếng anh em, bao anh em ăn chim ha. Anh em cần tiếng gì thì mình cứ kết bạn Zalo, mình sẽ gửi trực tiếp qua cho anh em đánh luôn ha. Mình có bao anh em ăn chim luôn á. Anh em nào mua máy á thì anh em nào từng xài máy của mình á thì anh em cũng biết rồi đó. Còn anh em mà mua máy lúc trước á mà đánh chưa có ăn á, thì anh em mua máy thẻ của mình á mà đánh chưa ăn á thì anh em kết bạn Zalo nha, để mình gửi tiếng cho anh em đánh để ăn chim mạnh hơn nha. Giờ mình sẽ test tiếng nha anh em. Chia sẻ nha nè. Mình thấy nó hay rất anh em ơi.
máy băng á, thì anh em xài chép ít thôi nha, tại bát chép nó mạnh hơn nha anh em. Cũng là một bo mạch thiệt, nhưng mà tại cái máy mạch này á, là cũng xài máy băng vừa xài máy thẻ luôn. Nhưng mà xài máy băng á, thì nó xài qua cái đầu từ đó anh em, đọc qua băng thành ra bát chép nó ăn mạnh hơn. Này là công tắc bật tiếng nha anh em. Cắt xuống, cắt lên. Tại vì nó chênh lệch tiếng nhau chút nữa. Xài bát tầm cỡ số 1 thôi. Chép thì anh em lên cỡ số 3 ngay cái dấu của mình. Mình có làm dấu cho anh em. Không chở nha nè, cái này là từ chở, còn cái kia là không có chở. Test xíu nữa mình đi gửi luôn nha nè. Cái này là dàn cơ thường nè, anh em thấy không? Nhưng mà cái tiếng nó, nếu mà dàn cơ thường này nó chỉnh có thể là hay hơn cái đầu từ chở nha nè. Tại vì nó xài cái đầu từ MS. MS nè anh em thấy không? Mình muốn thay cái đầu từ SS vô cũng được, thì nó sẽ hợp hơn, như là theo cái ý muốn của mình á, mình đánh nó hiệu quả hơn. Ghim lon với lại băng mình mà có lỡ bị gích á anh em, cái dàn cơ này á, có thể là chạy được. Còn cái từ chở đó nếu mà băng mà mình bị gích á anh em, là nó sẽ trở qua trở lại giống như hồi nãy đó anh em. Anh em cũng thấy đó, nó dở là dở cái đó thôi, còn mà nó hay á, là hay cái vụ mà từ chở anh em, thì nó lợi hơn thôi. Nếu nếu mà băng anh em không bị gích á. Còn băng anh em mà bị gích rồi là thua luôn, nó cứ trở qua trở lại á, hư cái cùng băng luôn anh
video đến đây kết thúc anh em ơi. Anh em nào có cần máy băng hay máy rẻ gì thì cứ alo cho mình ha. Số điện thoại mình để lên trên màn hình nha anh em. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video ha. Chúc anh em vui sáng vui vẻ ha.